VNPT, Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Mình thích cái gì mà mình thi vô cái khoa đó? Dạ em thì em thích động vật nên cái ngành đó. Rồi lúc trước và đến bây giờ nè, hiện tại thì mình mong muốn cái ngành học của mình, mong muốn tương lai của mình như thế nào? Dạ khi mà ra trường thì có một việc làm ổn định để giúp đỡ mẹ được. Dạ thương mẹ nhiều. Dù có khó khăn thế nào thì mẹ cũng không cho em nghỉ học. Mẹ luôn cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho em đi học nên em rất thương mẹ. Vì gia đình, vì mẹ nên em cố gắng vượt qua căn bệnh này. Mình buồn lắm, tại chỉ có một mình đó là con à, mà cháu nó mắc bệnh hiểm nghèo vậy. Khi mà em bệnh như vậy thì cái công việc của chị bây giờ làm sao? Thì lúc đầu đó thì mình xin nghỉ hẳn luôn một tháng, rồi tới những lần mà đi vô thuốc cho cháu, đợt sau này thì xin nghỉ mỗi lần là 2 tuần, thì lương bổng nó có còn bao nhiêu đâu, chỉ khoảng hơn 2 triệu à. Người ta trừ lương hả chị? Người ta trừ lương của mình. Rồi cuộc sống của mẹ con trước đây là mình làm cái gì chị? Thì cũng mình đi làm đó hơn 4 năm rồi. Cho nên dư, nói chung ra dư thì cũng có dư. Nhưng mà điều mẹ con thì cũng đủ sống. Chứ không có dư mà cũng chẳng có nợ nần gì ai. Chỉ từ lúc cháu phát bệnh tới giờ thì mình do dây nợ. Hồi lúc trước thì hả đi làm hộ ở nhà nè, làm hộp điều hoặc là đi tứ đồ cho thằng em bà con tưới buổi sáng, còn buổi chiều về thì lãnh hộp điều làm thêm. Cháu nó học chi phí nó cũng nhiều, rồi ăn uống hàng ngày của hai mẹ con nữa đâu có dư đâu. Làm hộp điều thì hả làm ngày đêm này kia nọ thì mới hết được 10 kg, mà 10 kg được có mấy chục ngàn à, không có nhiều. Vậy là trước đây chị làm hộp điều này, rồi sau này em mới điều. Làm lại hay sao? À lúc này, rồi đợt sau này thì trong thời gian mà cháu nó đi vô thuốc đó, thì mình xin nghỉ 2 tuần đó, thì thời gian mà đi vô thuốc thì ở trên bệnh viện thì mình
lo cho nó. Còn khi về rồi thì hả, mình lãnh học điện mình làm thêm. Còn trước đó thì mình dai, lúc mà còn đi tới đi luôn mà chưa phát hiện ra nhân bị bệnh á, là mình dai tiền để mình đi. Chứ cũng không có tiền ở nhà nữa. Mình dai như thế nào chị, dai bao nhiêu? Dai 20 triệu, nhỏ em nó dai giùm. Dai tiền lời ngày á. Giờ thiếu nhiều quá rồi giờ. Đợt ti tới này hay chưa biết dai mượn vô đâu nữa. Tới to thuốc vô thường ngày là tới 30 mấy triệu lần. Còn nếu mà có bảo hiểm trừ ra rồi là mỗi một lần vô vậy là đóng 9 triệu mốt. Vậy là một tháng là hai mẹ con phải xây sở khoảng hơn cái số tiền đó mình mới đi bệnh viện được không chị? Đúng rồi. Tại vì tiền xe cộ rồi mình trị ngoại trú á. Cho nên là phải ở nhà trọ. 19 năm làm mẹ đơn thân, chị Trần Thị Thắm, mẹ của Hoàng Nhân, có đau khổ, có dằn vặt, có tiếc nuối vì những lỡ dở mà người ta gây ra cho mình, nhưng vẫn lạc quan, không bi lụy mà cố gắng làm việc nuôi con. Con còn nhỏ thì làm thuê làm mướn gần nhà để được gần con. Con lớn hơn thì gửi con nhà ngoại xin làm công nhân. Suốt bao năm tần tảo kiếm sống, chăm chút và động viên con cố gắng ăn học để có cuộc sống tốt hơn, không còn vất vả như mẹ. Thành quả cho những hy sinh vất vả của người mẹ này đã có, nhưng tiếc là không trọn vẹn. Mười chín năm qua, Hoàng Nhân là niềm tự hào và hy vọng lớn nhất của người mẹ này. Nghe tin cô mắc bệnh, chị chết lặng. Những tích góp bao năm qua điều trị cho con không đủ, lực bất tòng tâm, chị vay mượn tiền của anh em hàng xóm để chữa trị cho em. Nhưng cũng đã đến lúc không thể vay mượn thêm nữa. Mỗi tháng vô quá chất cho con hơn 10 triệu đồng. Mong ước đau đáu của người mẹ này chỉ mong bệnh tình của con tốt hơn, tiếp nối ước mơ của con còn dang dở. Mình mừng lắm, nghe tin nó bảo đậu đại học mình mừng lắm. Thôi, mẹ con mình á, chỉ hai mẹ con hả, con gán học đi. Mẹ gì mẹ cũng gán lại, mẹ lo cho con. Chứ mẹ không đợi nào mẹ bỏ con. Lúc mà vô hố thì nó hành nhức đầu, chóng mặt, mất ói, rất là mệt. Nhưng vì mẹ em cố gắng để vượt qua được. Em sẽ cố gắng để khi mà hết bệnh, để đi học lại. Kính mong là các nhà hảo tâm mà nên có sự giúp đỡ giùm em để mà em vượt qua giai đoạn khó khăn để trị bệnh và tiếp tục học tập. Chị Quỳnh Thị Kim Hoang ở ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với căn bệnh hội chứng tan máu nhiều năm. Những lúc đau đớn của bệnh tật là lúc mong mỗi gia đình sẽ là điểm tựa giúp mình vượt qua. Vậy mà chồng chị bỏ đi, một mình đối mặt với rất nhiều áp lực nuôi con gái lớn 13 tuổi và con trai nhỏ 3 tuổi, trong khi bệnh tật hành hạ. Hôm nay em đại diện cho nhóm Chung Một Vòng Tay đến đây trao cho chị số tiền để chị chữa bệnh. Em có số tiền của chị, chúc chị mau khỏe và tiền để chị sớm chữa bệnh bình phục. Nhóm Nhân Ái Bình Dương có số tiền gửi cho em trị bệnh nha, chúc em mau hết bệnh nha. Đóng góp vô tấm lòng cũng chúc em hết bệnh. Thì cô Năm tổ hai mình Đức gửi 100 ha, Linh Hải gửi về với anh chị. Nhóm Nhân Ái xã Vĩnh Kim tới đây thăm con và cũng có chút đỉnh tiền gửi cho con trị bệnh. Chúc con mau hết bệnh nha. Mấy anh chị em đóng góp chút đỉnh cho con trị bệnh nha. Gửi chị chút đỉnh tiền để trị bệnh. Cô gửi chị quà để trị bệnh nha. Cô gửi con chút đỉnh tiền để trị bệnh nha. Bà cô đại diện cho nhóm tình thương Hương Sen, xã Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang. Cô đến trao cô chút đỉnh tiền để cô trị bệnh nha. Nhóm tình thương Hương Sen đến tặng cô thơ để cô trị bệnh nha. Nhóm Hương Sen, xã Đông Hòa, chút đỉnh quà cho cô. Nhóm Hương Sen, Đông Hòa, tặng cho cô thơ. Anh đại diện nhóm Nhân Ái Bằng Long gửi cho em cho tiền để trị bệnh. Chú là tổ từ thiện Hồng Lạc ở Tân Hưng, Châu Thành đến đây trước thăm sức khỏe. Sau nữa cũng có số tiền là 4.800.000 để hỗ trợ giúp cháu điều trị bệnh. Đây là thêm bãi điếc ở Tân Hội Đông 20.000. Con gái của chú Hai Biển Lão Loan 50.000.
chị Năm Giảng ở chợ Tân Hội Đông 50.000, chị Sáu gái tên là Phượng ở chợ Tân Hội Đông 30.000, vợ Út Dịch Tân Hội Đông 50.000 và vợ của cháu Hòa Tân Lý Tây 200.000 để trị bệnh. Chúc bà thơ tặng 100.000 trị bệnh. Rồi chị cho em gán lo trị bệnh hết bệnh nha. Mua thuốc mua chị. Chúc mau hết bệnh. Rồi chúc cô mau lành bệnh nha. Dạ. Tôi đại diện tổ từ thiện Tâm Bình tặng cô số tiền để đi chữa bệnh. Vừa sầu riêng 10 điểm cho chị 1 triệu, với nhà hảo tâm chợ Ba Dầu cho chị 600. À, chị Xuyến Thanh Hòa cho chị 100, chị Bảy Long Khánh cho chị 100, chị Vân Uống Tóc Bà Tồn cho chị 100. Nhóm tình thương Quân Long em tặng chị ít tiền chị trị bệnh cho hết bệnh. Chúc chị không có chút đỉnh tiền gửi chị trị bệnh. Chút đỉnh tiền gửi chị trị bệnh. Chị cũng gửi cho em 300.000 với 10 kg gạo trị bệnh nha. Tặng cho con chút đỉnh tiền uống thuốc cho khỏe nha con. Chị cho chút đỉnh cứ uống thuốc nha. Chút đỉnh ra uống thuốc nha. Tôi đại diện cho cái nhóm chung một tấm lòng này gửi cho 3.850.000 với một thùng mì thức ăn. Cô Thiếu Trai Phước Lộc Thọ gửi cho cô 200, cô Ngọc Trang ở Hương Điều Tự gửi 100, rồi bà Bánh Bao Bà Tư gửi 100, gia đình Diệu Hậu gửi 200 với phần quà. À, nhóm nhà gái của xã Bình Phục Nhất giúp em 3.250.000 để em trị bệnh. Mấy em chút tiền trị bệnh. Đỉnh tiền nên trị bệnh nhân cô. Chị Ba Xíu cho 20 kg gạo, 20 kg từ ngày máy tấm sinh 10 kg, Phan Phước Lộc 10 kg, Phan Phước Tiến 10 kg, với Hiếu Nghi 10 kg thì hết con. Chúc đỉnh đây trị bệnh. Đại diện nhóm anh Thủy gom góp được 3.400.000, 50 với 50 kg gạo, với Nguyễn Thị Phượng Gò Công Tây cho 500.000 để trị bệnh nhân cô. Chị bệnh chúc chị mau khỏe. Chị Sáu Trinh gửi cho em 200 ha, Ngọc Diễm 200 ha, à, Thiên Bảo Hoàng Bảo 100 với 10 nhỏ 9 mít 200 gửi em trị bệnh nha. Chúc ít trị bệnh, em có chút ít rồi gửi chị chúc mau lành bệnh nha. Em chùa Phú Thới, Tân Phú Đông có số tiền để gửi đến cho gia đình để trị bệnh. Có số tiền gửi gia đình đi trị bệnh, có số tiền để gửi chị trị bệnh. Em đại diện cho xã Bình Ninh có số tiền gửi chị. Nhóm từ thiện phường Tân Long gửi cho em số tiền để trị bệnh. Đại diện cho nhóm tình thương cho em, chị em gần xa đóng góp, gửi cho em số tiền để trị bệnh. À, Kim Tiến 100, dì An Tóc 100, bé 100, bà Trinh 100, bà Hoa 100, Yến Nhi 50, Năm Hiếu 50, ở Tân Thạch Bến Tre. Chị. Cô cũng đại diện nhóm nhân ái và gạo hỗ trợ gia đình cô số tiền để cô lo trị bệnh. Hăng. Trong đó có cô Lý Thị Tiềm với Nguyễn Thị Kim Phượng gửi 500. Bé hai xe tải Học Lạc 300, Lê Thị Sứ ấp Bắc 200, Thú Y Minh Dương, Trần Hưng Đạo 100, Quỳ Đức Tân Thuận Bình 100 gửi cho cô trị bệnh cho mau hết bệnh. Chúc đỉnh tiền trị bệnh. Chúc cháu mau hết bệnh nha. Bệnh tới thăm thím nha. Nhóm phước thiện chợ gạo có một số tiền gửi em trị bệnh nha em. À, đây là chị bé hai ấp Bình Thạnh gửi em 500 với anh nhân chợ gạo 200 trị bệnh với vợ chồng Út Mộng gửi cho trăm. Cho tiền gửi cho em. Cô đại diện cho nhóm nhân ái Thái Sơn gửi cho con 2.470.000 nha con. Với trong đó có Lê Thị Phương gửi 200, với Lê Thị Quân Hoàng gửi 50, Diễn Tiền Ký gửi 100. Vậy nhóm mà Phật tử chùa Trường Xanh gửi 2.100.000, với gia đình Tám Phúc phường 2 gửi chút đỉnh tiền trị bệnh. À, đại diện Lạng Sam Đài và nhóm Cái Bè ủng hộ số tiền cho chị trị bệnh. À, chị đại diện cho hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo trao cho em số tiền để trị bệnh. Nhóm nhân ái Mỹ Tho có đóng góp được 2.100.000 gửi cho cô uống thuốc. Hội từ thiện phố Mỹ Tho gửi cho con Triệu với Phật tử chùa Phật Quang phường 6 200. Chị em đại diện cho nhóm thiện tâm đến đây số tiền trao cho chị trị bệnh ha. Chị đại diện cho Phật tử Tịnh Sáng Ngọc Tường giúp em số tiền chữa bệnh. Với chị Tám bán xôi ở phường 7, phường Minh phường 7 chặn 100. À, em đại diện nhóm Thủy có chúc món quà gửi cho chị ha để trị bệnh ha. À, và đại diện nhóm cảng cá Mỹ Tho cũng gửi cho 4.600.000. Hạnh phúc lớn nhất của chị Ngoan là được nhìn con trưởng thành, các con được đi học và có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Đời thực vốn không có phép nhuộm màu, nhưng cuộc sống luôn có điều kỳ diệu xảy ra, và nó đã xảy ra trong chính ngôi nhà này của ba mẹ con chị Ngoan.
cuộc sống có những điều không vui nhưng cũng không thiếu những tấm lòng nhân ái. Họ có thể không giàu về vật chất nhưng tình thương người thì vô vàn. Và chị cũng đã may mắn gặp được những người như thế, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể tiếp tục chữa bệnh. Và mong rằng một ngày phép màu sẽ đến và chị có thể hoàn thành ước nguyện của mình. Ekip chương trình Địa chỉ Nhân đạo xin rất là cảm ơn cái sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm, các nhóm nhân đạo của chương trình đã đến gia đình của chị Ngoan chia sẻ. Và cũng xin cảm ơn đại diện chính quyền địa phương ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và chúng tôi xin tổng kết cái phần hỗ trợ mà các nhà hảo tâm, các nhóm hảo tâm của chương trình đã đến chia sẻ với chị Ngoan, đó là gần 90 triệu đồng. Và hy vọng cái số tiền này chị sẽ điều trị bệnh, có sức khỏe tốt hơn. Và chị có sức khỏe, chị đi làm và cho các con đi học. Xin trao cho chị số tiền. Em cảm ơn dữ lắm, em cho em số tiền em trị bệnh, em cảm ơn dữ lắm. Hứa số tiền này em trị bệnh cho em. Thay mặt chính quyền địa phương thì xin là cảm ơn cái nhóm là nhân ái đài truyền hình Tiền Giang đến là chia sẻ cái nỗi đau của gia đình của cháu Ngoan. VNPT Vinaphone hân hạnh tài trợ chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Địa chỉ nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào kỳ chuyên mục sau. Thân ái chào tạm biệt.